Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của em nhé. Tiếp tục lại là một video đây. Thì hôm nay tiếp tục lại là một video về cành khương tuyến nhé. Thì video này rất là đặc biệt, anh em có thể nhìn thấy cái tiêu đề rồi đúng không ạ? Đấy, mua cành rồi tặng combo tay gỗ đấy, hoặc là mua cành tặng tay gỗ đấy. Thì cái tay gỗ này thì em đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi đúng không? Tay gỗ này là tay gỗ hai mảnh với cái mức giá bán lẻ là 400.000 đồng. Nhé. Nhưng trong cái video ngày hôm nay em bán cho anh em một cái cành tặng luôn một cái bộ tay gỗ, tặng có nghĩa là mua một cái cành tặng luôn 400.000 anh em ạ. Rất là hời. Cái cành ở đây không phải là đắt tiền đâu. Cành hôm nay em bán cho anh em chỉ với cái giá là 1 triệu đồng, anh em đã được tặng luôn một bộ tay gỗ rồi. Rất là hời nhá. Rất là hời. Cành thì là đều là cành khương tuyến hết, Lotha, Diana, Happy Cat hoặc là cành Thái Bạch Gôn. Đấy. Anh em nào mua được cái cành này rất là hời. Với cái mức giá chỉ 1 triệu đồng mà được tặng cả một bộ tay cầm gỗ đúng không? Anh em thử tính toán xem, nếu mà bộ tay cầm gỗ là 400 thì cái cành nó chỉ còn 600 thôi đúng không? Đấy. Bỏ có 600.000 mua một cái cành thì là quá là hời rồi. Đấy, không phải giới thiệu nhiều. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái cách thức giao dịch và mua bán. Bên em có hai hình thức gửi, một là ship xe, hai ship deal bưu điện. Anh em nào phù hợp với cái hình thức nào thì anh em có thể alo trực tiếp qua số điện thoại em và nhắn tin qua Zalo cho em gửi hình ảnh trực tiếp. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cành khương tuyến cho anh em xem. Đây, cành 1 triệu nhá. Đây. Cành 1 triệu thì là 12 khương đây. Đấy, bao cho anh em với cái cành 14 này em sẽ bao cho anh em tầm khoảng là bao nhiêu? 70-75 mét. Cành 20 bao cho anh em 80-85 mét, ăn lắp C2 rất là ok luôn. Với cái cành rẻ như này. Đấy. Giá thì nó rẻ thôi nhưng mà chất lượng của nó không rẻ một tí nào luôn. Chất lượng không bao giờ rẻ như anh em, như cái giá của nó đâu anh em nhé. Em đã có rất là nhiều bài test ở trong kênh. Anh em nào vào xem và có thể vào xem những cái video của em test hoặc là những cái video thực tế của khách trả hàng lại cho shop. Đấy. Có những bác bắn đến tận 150-170 mét. Đấy. 150-170 mét nhé. Còn cái cành này thì nó chỉ 1 triệu thôi, kể cả cành 20 cũng như là cành 14. Đấy. Cái video này thì em làm ngắn thôi, làm ngắn gọn thôi, thông báo cho anh em là có cái chương trình đấy. Anh em nào mà thấy hợp lý thì anh em có thể vào quất luôn. Đó, chương trình là mua cành tặng combo gỗ tay gỗ rất là rẻ. Đấy. Sau cái video này thì cái giá của nó không biết là nó có thế nữa không, thì anh em cứ theo dõi. Anh em nào có nhu cầu thì mua luôn trong cái video ngày hôm nay thì nó rất là được nhiều ưu đãi. Đấy. Bây giờ thì giá rồi rổ các thứ nó cũng rẻ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Thế nên là các shop tạo điều kiện rồi cũng như là tạo những cái chương trình giảm giá rất là đặc biệt cho anh em. Anh em nào mua được trong cái video này là rất là hời. Những video khác khả năng là 1 triệu chỉ một cái cành thôi. Đúng không anh em? Anh em nào xem được thì cứ quất luôn đi nhá. Chào anh em nhá.